Chào mừng tất cả quý vị đã quay trở lại với kênh B Audio Sài Gòn. Ai đã xem kênh của B thì quý vị nhớ nhấn vào nút đăng ký và nhấn vào cái chuông bên cạnh để nha quý vị. Hôm nay B sẽ giới thiệu cho quý vị một cặp loa thùng. Thì cái hãng loa này nó cũng không còn xa lạ đối với kênh của B Audio nữa. Đây là hãng loa đến từ Mỹ, thương hiệu Boston nha quý vị. Quý vị nhớ nha, cái này là Boston chứ không phải là Boston. Quý vị đừng có nhầm với cái dòng mà karaoke của Hàn Quốc nha quý vị. Boston này Boston Mỹ, được sản xuất tại Mỹ nha. Và cái dòng này hôm nay model này là model HD10. Nên là nó là dòng loa thùng, lưới của nó thì lưới rờ chứ không phải là giống như những cái model Boston loa cột mà vì từng bán cái lưới mà nó lưới trùm lại, chúng ta kéo lưới ra, tháo lưới ra nó không có cái e can riêng nha, chỉ một miếng lưới thôi đó. Và cái này là lưới rời như vậy. Nó có ba loa, loa lớn nhất đó là loa bass, là loa cộng hưởng nha quý vị. Loa tiếp theo, loa lớn thứ nhì cũng là loa bass, bass là bass thật có đường kính 18 cm, và loa treble trên cùng. Quý vị nhớ nha, loa bass, bass cộng hưởng với đường kính là 25 cm. Công suất của nó là 150W trên một thùng. Rồi nhạy 90 dB và trở kháng 8 ohm nha quý vị. Và mức giá của đôi loa Boston này bị bán mức giá là 5.800.000. 5.800.000. Dòng Boston một dòng nghe nhạc cực kỳ hay quý vị ạ. Nó chuyên về nghe nhạc. Nó không có những cái model mình bán thì không có cái dòng nào mà karaoke. Cái lưới của nó không bằng nhựa nè. Bi đại vào như thế này, giờ này lưới của nó là như vậy. Đó, Boston tháo nè quý vị nhé ha. Bát này là bát cộng hưởng nè, cực kỳ lực, đánh cực kỳ lực nha quý vị. Nó dùng cái dắt mỏ chim. Đây, Boston model HD10 nha, Made in USA nha quý vị. Cái dòng mà loa cột hay loa thùng là đều Made in USA hết. Tôi quay sơ quý vị để đi tìm kích thước nha. Găng của nó là găng mút nha quý vị. Cái màn này thì nó có cái ô, cái hạt li ti nhỏ nhỏ. Rồi bây giờ mình sẽ đo nha. Nó có chiều cao là 62, chiều rộng là 32, và chiều sâu của nó là 25 nha quý vị. Thùng của nó là thùng xin lây thùng bên này nè. Nó cũng tương đối thôi, chứ không phải thùng của nó không phải là đẹp và xuất sắc như quý vị. Tương đối thôi nha. Nghe nhạc đảm bảo hay nha quý vị. Những cái dòng loa cột kia, cái loa bass nó nhỏ hơn cái loa bass này, nhưng mà đã nghe rất là hay rồi. Còn cái dòng thùng này thì bass rất là ok luôn. Quý vị nhớ nha, mức giá 5.800.000. Ai thích cái dòng Boston thùng này thì để liên hệ alo với Bay nha. Và quý vị đừng quên là bên Bay cũng có bán USB kết nhạc sẵn nha quý vị. Đây là cái USB bên mình.
của hãng Kingston với dung lượng 128GB. 128GB thì nó có thể chứa gần 200 cuốn CD. Rất là tiện. Chiếc pin mới hoàn toàn nha. Nhạc bên đây là nhạc lossless chất lượng cao. Và bây giờ bên sẽ test một bản nhạc của đôi loa này. Xin mời tất cả mọi người cùng nghe. Còn ta nhớ lắm mỗi mùa.
mưa bay răng răng mây tím rền thành đồng xô bàn tay đón gió muôn phương bàn tay đan cuối mộng đưa tiễn anh đi vào đời đẹp Việt Nam ơi ai chia ly xin ghi xin khắc nguyện lời.